Sau đây là bộ bài tập bụng chỉ 10 phút mỗi ngày, giúp bạn nhanh chóng lấy lại vòng hai săn chắc, thon gọn. Tất cả những gì cần chuẩn bị chỉ là một tấm thảm tập. Tuy nhiên, bạn cũng hoàn toàn có thể thực hiện những động tác này trên sàn nhà hay bất kỳ bề mặt bằng phẳng nào. Thời gian tập chỉ mất khoảng 10 phút thực hiện nên rất phù hợp với những người bận rộn, không có nhiều thời gian. Bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt về vòng 2 chỉ sau một tuần tập luyện. Mỗi bài tập thực hiện trong vòng 1 phút, thực hiện liên tục và không nghỉ giữa các bài tập. Bài thứ nhất, nằm trên sàn, nâng hai chân lên sao cho đùi vuông góc với thân, hai chân bắt chéo, gập gối, đặt hai tay sau đầu, dùng lực cơ bụng gập thân trên về phía đầu gối rồi trở lại vị trí ban đầu. Bài số 2. Nằm trên sàn, hai tay đặt bên đầu, nâng cao vai khỏi mặt đất, gập gối, nâng chân lên khỏi mặt đất, rút đầu gối về phía ngực, đồng thời duỗi chân trái, vặn người sao cho khuỷu tay trái chạm đầu gối phải. Lặp lại với bên kia, đảm bảo chân và vai không tiếp đất trong toàn bộ bài tập. Bài số 3. Nằm trên thảm, hai chân duỗi thẳng, tay trái gập đặt sát đầu, tay phải duỗi thẳng qua đầu. Siết cơ bụng, nâng cánh tay phải và chân trái lên hướng vào nhau. Hạ lưng trở về tư thế ban đầu. Thực hiện mỗi bên 15 lần. Bài số 4. Ngồi trên thảm, đầu gối gập, lưng thẳng, ngả người ra sau và thu hai chân lên khỏi mặt đất. Vặn sang một bên hết mức có thể, rồi vặn sang bên còn lại. Bài số 5. Nằm trên thảm, hai chân nâng lên, hông và đầu gối gập 90 độ. Siết cơ bụng, giữ gối gập, hạ chân phải và chạm ngón chân xuống thảm. Chân trái vẫn gập 90 độ. Đổi bên lặp lại động tác. Bài số 6. Nằm trên thảm, chân phải gập đặt trên thảm, chân trái gác vào đầu gối chân phải. Hai tay gập đặt bên đầu. Siết bụng nâng người lên để khuỷu tay phải hướng về đầu gối chân trái, rồi trở về vị trí ban đầu. Hoàn thành 15 lần động tác hoặc 30 giây cho mỗi bên.
vai số 7. Nằm trên thảm, nâng hai chân lên 45 độ. Giữ lưng dưới, ép thẳng xuống sàn. Siết cơ bụng, luân phiên đá chéo chân này lên trên chân kia. Bài số 8. Nằm trên thảm, hai chân nâng lên, hông và đầu gối gập 90 độ. Siết cơ bụng, hít vào, nâng hông lên khỏi mặt thảm, đầu gối hướng về ngực. Thở ra, hạ lưng về tư thế ban đầu. Bài số 9. Nằm trên thảm, hai tay đặt dưới mông, ép lưng xuống thảm. Nâng hai chân lên khoảng 45 độ so với thảm. Vừa đá hai chân theo bước nhỏ, vừa nâng dần lên 90 độ. Sau đó lại hạ dần xuống góc 45 độ. Oh,